Vì chẳng do tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do pháp môn giải thoát không, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp môn giải thoát không, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa pháp môn giải thoát không, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp môn giải thoát không, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do năm loại mắt, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của năm loại mắt, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa năm loại mắt, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của năm loại mắt, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do sáu phép thần thông, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của sáu phép thần thông, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa sáu phép thần thông, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của sáu phép thần thông, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do pháp môn tam ma địa, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp môn tam ma địa, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa pháp môn tam ma địa, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp môn tam ma địa, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do pháp môn đà la ni, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp môn đà la ni, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa pháp môn đà la ni, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp môn đà la ni, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do mười lực Phật, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của mười lực Phật, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa mười lực Phật, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của mười lực Phật, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của bốn điều không sợ, cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do quả dự lưu, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của quả dự lưu, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa quả dự lưu, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của quả dự lưu, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do quả vị độc giác, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của quả vị độc giác, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa quả vị độc giác, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của quả vị độc giác, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do trí nhất thiết, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của trí nhất thiết, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa trí nhất thiết, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của trí nhất thiết, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, nên do Như Lai sanh. Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do hữu vi, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng do chân như của hữu vi, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa hữu vi, nên do Như Lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của hữu vi, nên do Như Lai sanh.
Này các thiên tử nên biết, vì thiện hiện tôi chẳng do vô vi nên do Như Lai sanh, vì chẳng do chân như của vô vi nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa vô vi nên do Như Lai sanh, vì chẳng lìa chân như của vô vi nên do Như Lai sanh. Vì sao? Này các thiên tử, tất cả pháp ấy hoàn toàn không có sở hữu, vì các pháp sanh hoặc sở sanh do đây sanh ra và chỗ sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được. Bấy giờ cụ thọ xá lợi từ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa. Bạch Thế Tôn, trong đó sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc có thể nắm bắt được. Trong đó thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được, chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thọ tưởng hành thức còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của nhãn xứ có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc xứ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của sắc xứ có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của nhãn giới có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó sắc giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Trong đó các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó địa giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó địa giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của địa giới có thể nắm bắt được. Trong đó thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thủy hỏa phong không thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó vô minh chẳng thể nắm bắt được, chân như của vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó vô minh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của vô minh có thể nắm bắt được. Trong đó hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chẳng thể nắm bắt được, chân như của hành cho đến chân như của lão tử cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hành cho đến lão tử còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của hành cho đến chân như của lão tử có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bố thí ba la mật đa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được. Trong đó tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không nội cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp không nội còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp không nội có thể nắm bắt được. Trong đó pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không ngoại, cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó chân như chẳng thể nắm bắt được, chân như của chân như cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó chân như còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của chân như có thể nắm bắt được. Trong đó pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng thể nắm bắt được. Chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Trong đó bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thánh đế khổ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Trong đó thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được, chân như của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thánh đế tập diệt đạo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được.
Bạch Thế Tôn trong đó, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn tịnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn tịnh lự còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Trong đó bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn vô lượng, bốn định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám giải thoát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tám giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chân như của tám giải thoát có thể nắm bắt được. Trong đó tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn giải thoát không còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được. Trong đó pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, chân như của năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Trong đó sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, chân như của sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sáu phép thần thông còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó pháp môn tam ma địa chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn tam ma địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn tam ma địa còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp môn tam ma địa có thể nắm bắt được. Trong đó pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn đà la ni cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn đà la ni còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp môn đà la ni có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được, chân như của 10 lực Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 10 lực Phật còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của 10 lực Phật có thể nắm bắt được. Trong đó 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thể nắm bắt được, chân như của 4 điều không sợ, cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của 4 điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả dự lưu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó quả dự lưu còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả dự lưu có thể nắm bắt được. Trong đó quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó quả nhất lai bất hoàn A-la-hán còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả vị độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó quả vị độc giác còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả vị độc giác có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong đó trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí nhất thiết cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó trí nhất thiết còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí nhất thiết có thể nắm bắt được. Trong đó trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm bắt được,
huống là có chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Phật dạy Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, chân như của các pháp, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa. Trong đó, sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc có thể nắm bắt được. Trong đó thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được, chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thọ tưởng hành thức còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xứ có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc xứ có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn giới có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó sắc giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra có thể nắm bắt được. Trong đó các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó
địa giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của địa giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó địa giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của địa giới có thể nắm bắt được. Trong đó thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thủy hỏa phong không thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó vô minh chẳng thể nắm bắt được, chân như của vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó vô minh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của vô minh có thể nắm bắt được. Trong đó hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, danh lão tử chẳng thể nắm bắt được, chân như của hành cho đến chân như của lão tử cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó hành cho đến lão tử còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của hành cho đến chân như của lão tử có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của bố thí ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bố thí ba la mật đa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được. Trong đó tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp không nội cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp không nội còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp không nội có thể nắm bắt được. Trong đó pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp không ngoại cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó chân như chẳng thể nắm bắt được, chân như của chân như cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó chân như còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của chân như có thể nắm bắt được. Trong đó pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng thể nắm bắt được. Chân như của pháp giới, cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp giới, cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Trong đó bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thánh đế khổ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Trong đó thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được, chân như của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thánh đế tập diệt đạo còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn tịnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó bốn tịnh lự còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Trong đó bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn vô lượng, bốn định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám giải thoát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tám giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của tám giải thoát có thể nắm bắt được. Trong đó tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn giải thoát không còn chẳng thể nắm bắt được, cũng là có chân như của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được. Trong đó pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, chân như của năm loại mắt cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó năm loại mắt còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Trong đó sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, chân như của sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sáu phép thần thông còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó pháp môn tam ma địa chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn tam ma địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn tam ma địa còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn tam ma địa có thể nắm bắt được. Trong đó pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn đà la ni cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn đà la ni còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn đà la ni có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, chân như của mười lực Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó mười lực Phật còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của mười lực Phật có thể nắm bắt được. Trong đó bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả dự lưu cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó quả dự lưu còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả dự lưu có thể nắm bắt được. Trong đó quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, chân như của quả vị độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó quả vị độc giác còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của quả vị độc giác có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí nhất thiết cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó trí nhất thiết còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí nhất thiết có thể nắm bắt được. Trong đó trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được.
Khi thuyết tướng chân như này, trong chúng hội này, có 13.000 bí xô các lậu hết sạch tức được giải thoát thành A-la-hán, 500 bí xô ni, xa lìa trần cấu ở trong các pháp, sanh pháp nhãn thanh tịnh, 5.000 đại Bồ Tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, 6.000 Bồ Tát, các lậu hết sạch tức được giải thoát thành A-la-hán. Lúc bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử, 6.000 Bồ Tát này ở trong quá khứ đã từng thân cận cúng dường 500 Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật này phát nguyện rộng lớn chánh tín xuất gia, tuy tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự. Nhưng vì chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng nhiếp thọ sức phương tiện thiện xảo nên khởi tưởng sai khác, làm việc sai khác, khi tu bố thí nghĩ thế này: đây là sự bố thí, đây là tài Phật, đây là người nhận, ta là người bố thí. Khi tu tịnh giới nghĩ thế này: đây là tịnh giới, đây là tội nghiệp, đây là trường hợp phải giữ, ta là người giữ giới. Khi tu an nhẫn nghĩ thế này: đây là an nhẫn, đây là chướng ngại phải nhẫn, đây là trường hợp phải nhẫn, ta là người nhẫn. Khi tu tinh tấn nghĩ thế này: đây là tinh tấn, đây là giải đãi, đây là việc làm, ta là người tinh tấn. Khi tu tịnh lự nghĩ thế này: đây là tịnh lự, đây là tán loạn, đây là việc làm, ta là người tu định. Vì họ xa lìa bát nhã ba la mật đa và xa lìa sức phương tiện thiện xảo nên nương vào tưởng sai khác, làm việc sai khác. Trong việc tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, do tưởng sai khác, làm việc sai khác, nên chẳng được vào địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Do chẳng được vào địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nên đắc quả dự lưu lần lượt cho đến đắc quả A-la-hán. Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này, tuy có đạo Bồ Tát, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng vì xa lìa bát nhã ba la mật đa và sức phương tiện thiện xảo, nên đối với thật tế tác chứng, chỉ thủ quả thanh văn. Thích quyển thứ 322.